Lệ Thảo lúc sinh ra Trên ngực trái đã có dấu bàn tay nằm ngón Dấu bàn tay của người đàn ông Cha mẹ Thảo vô cùng lo sợ Khi Thảo lớn lên Dấu bàn tay càng rõ Cho đến khi thành thiếu nữ Dấu bàn tay như bố chặt bầu vú Thảo Khiến Thảo kinh khiếp Nàng không hiểu vì sao lại bị như vậy Nàng không dám hỏi ai vì mắc cỡ Cha mẹ nàng buồn rầu Nhìn con gái héo mòn Dù Thảo có gương mặt khá đẹp Mái tóc dài óng ả à, Cô lại nết na thủy mị được nhiều chàng trai để ý nhiều lúc trông lên một mình thảo khóc thổn thức trời ơi tại sao ta lại bị giấu bàn tay khủng khiếp như vậy lẽ nào là nhân quả kiếp trước ta làm sao mà dám lấy chồng đây ai dám lấy người con gái đã có dấu tay đàn ông trên ngực ta phải ở giá suốt đời mất thôi ai đã đặt dấu bàn tay lên ngực của ta một người đàn ông xuất hiện ông ta nét mặt hung dữ thảo rú lên Ông là ai Tại sao lại vào buồng của tôi Người đó lạnh lùng Ta là chồng của nàng Ta đến thăm nàng Và báo cho nàng biết là như vậy Thảo bàng hoàng Ông là chồng tôi ư Vô lý Tôi đâu có quen ông Ông mau đi ra đi Người đàn ông nhếch mép Thế nàng có nhận ra dấu bàn tay Bên bầu vú trái của nàng không Thảo buồn rùn chân tay Mặt nàng đỏ dừ như gấc trời ơi làm sao mà ông biết chuyện ấy ông là ma chắc người đó cười khùng khục ta còn biết sự đau khổ cùng cực của nàng nàng suốt ngày đêm dằn vặt vì giấu bàn tay đó nàng sợ không lấy được chồng và sợ khi có chồng rồi chồng sẽ phát hiện ra điều khủng khiếp đó thảo buồn bã đúng vậy thưa ông ông có cách gì giúp em với em xin suốt đời ghi tạc ơn ông người đó bình thản ta làm sao mà giúp em được vì ta là chủ nhân của dấu bàn tay đó Ta là chồng của em mà Nàng hãy nhìn kỹ bàn tay trái của ta Có cụt một tí ngón trỏ Thảo rú lên kinh hoàng Sao lại có chuyện đó được Tôi chết mất Tôi không muốn sống nữa Sao ông ác quá vậy Người đàn ông nhếch mép Nàng quả thật là mâu thuẫn Đang mong muốn lấy chồng Khổ sở vì vết bàn tay Này có chồng lại muốn chết Nàng nên nhớ Mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó cả Thảo qua cơn kinh hoàng Bình tĩnh trở lại hỏi Nguyên nhân gì Ông nói cho em biết đi Em van ông đấy Người đàn ông thong thả Nàng kiếp trước là một cô gái trẻ đẹp Làm vợ của một ông quan Nhưng vì ngoại tình Nên bị quan sai người dìm chết Ta là người phải làm nhiệm vụ đó Nàng van này ta cứu mạng Ta thấy nàng quá đẹp Nên bằng lòng Nàng bảo rằng Nếu được cứu sống Nàng sẽ chọn đời làm nô tỳ cho ta ta đã đặt bàn tay lên bầu vú của nàng ấn mạnh và bắt nàng khấn nếu sai lời thì năm ngón bàn tay sẽ hiện ra nàng đã khấn nhưng ở với nhau một thời gian nàng vì dục tính quá mạnh nên yêu người khác và đã hãm hại ta sau đó nàng bị trừng phạt nàng phải trải qua mấy kiếp mới được làm người lúc đó ta đã là thành hoàng ta tìm nàng bắt nàng phải làm vợ của ta nàng đã rõ chưa nào dấu bàn tay đó là của ta đó Lệ Thảo nghe chuyện, bẩn thần cả người. Em đâu có ngờ kiếp trước của em lại độc ác như vậy. Thế em phải làm sao hả ông? Nàng phải làm vợ của ta. Chỉ có như vậy mới mong gió hết nghiệp chướng. Ta sẽ là người chồng tốt của nàng. Lệ Thảo thôn thức. Nếu số kiếp đã như vậy, thì em phải theo thôi. Em chấp nhận làm vợ của ông, dù em biết ông là hồn ma. Ta muốn tận hưởng em đêm nay và dấu vết năm ngón tay ta nói rồi lột trần chuồng lệ thảo ra trên bầu vú trái căng tròn của lệ thảo dấu bàn tay đỏ rực như máu người đàn ông đặt bàn tay mình trên đó vừa khít lệ thảo run lời bẩy vì kiếp sợ gã đàn ông ngấu nghiến lệ thảo ông ta giày vò nàng tươi bời lệ thảo ngất lịm đi khi nàng tỉnh dậy thấy thân thể lõa lồ còn gác đàn ông kỳ bí đã biến mất nàng hãi hùng Lại nhỉ Ông ta ở đâu đến Tên ông ta là gì mình cũng không biết Ông ta tự xưng là thành hoàng của làng Ta phải tìm hiểu kỹ xem sao Rồi nàng lầm bẩm Nhưng bàn tay ông ấy vừa khít ngực mình Rõ là bàn tay của ông ấy rồi Ta đã trao thân cho ông ta Có lẽ nào Phải chọn kiếp làm vợ của ông ta Nàng mệt mỏi bước ra khỏi phòng Mẹ nàng bảo Lệ Thảo Đêm qua con mưa gì Mà la to quá vậy có phải là gặp ác mộng không Sao mặt con phờ pha quá Lệ Thảo cười gượng Không có chuyện gì đâu mẹ ơi Con chỉ hơi mệt một chút thôi Mẹ Lệ Thảo tò mò Thế con định trả lời anh định ra sao Anh ta rất yêu con Và muốn cưới con làm vợ Con đã quá 30 rồi Cha mẹ chỉ có mình con thôi Lệ Thảo buồn bã Con đã trả lời rất khoát rồi Con không thể lấy anh định được Mẹ lệ thảo hỏi Tại sao vậy Con đừng có kén cá chọn canh nữa Định là người tốt con ạ Thảo nức nở Con biết chứ Anh ấy rất yêu con Con đâu có muốn kén chọn Con cũng chỉ muốn có một mái ấm gia đình Nào ai muốn cô độc hả à, mẹ Mẹ lệ thảo lại gắt lên Thế sao con lại từ chối anh ấy Con nói cho mẹ biết đi Thảo hòa khóc Con bị ăn nói với anh ấy ra sao khi có bàn tay người đàn ông ở trên ngực mình. Con gái khi lấy chồng phải trinh tiết chứ. Mẹ lệ thảo sững sờ. Trời ơi, con nói mẹ mới nhớ. Tội nghiệp con tôi quá. Nhưng con ơi, cha mẹ, mọi người sẽ xác nhận điều ấy cho định mà. Mẹ tin là nó sẽ hiểu. Lệ thảo lắc đầu. Đàn ông họ ích kỷ lắm, mẹ không hiểu đâu. Họ luôn đòi hỏi vợ mình trong trắng. Dù cha mẹ có nói thế nào chăng nữa, anh ấy cũng sẽ không tin Chứng cứ còn sờ sờ ra đó Còn rất khổ tâm Nhưng nếu lấy định thì càng đau khổ gấp bội Tốt nhất là chúng con nên chia tay nhau Mẹ lệ thảo chép miệng Ông trời sao oan nghiệt quá Đẩy đọa con gái tôi thế này Tôi chỉ muốn chết đi cho xong Bà đấm ngực thùm thụp Lệ thảo an ủi Mẹ ơi Số phận con đã như vậy rồi Mẹ đừng buồn nữa con sẽ chăm sóc cha mẹ suốt đời Coi như là con báo hiếu công cha mẹ sinh dưỡng Hai mẹ con ôm nhau khóc lóc Định đến Đó là một chàng trai khỏe mạnh Về mặt chất phát, thật thà Nông dân thứ thiệt Anh mang giỏ cà rô đồng, vui vẻ Dạ con biếu bác Con bắt ở ngoài đồng đêm qua Mỗi khi có mùa, cà rô ra nhiều lắm ạ Mẹ Thảo cảm ơn Rồi định lại tiếp Không để ý đến thái độ của hai mẹ con Thảo Lúc bắt cá rô Cháu thấy có chuyện kỳ lạ lắm Một bóng người từ trong đền thành hoàng đi ra Lệ Thảo giật nảy mình Một người từ đền thành hoàng đi ra à? Mặt mũi của ông ta ra sao Định chậm rãi Ông ta vẻ mặt hung ác Không giống như thành hoàng ta thờ Ông ta đi vào nhà Định ngừng lại Mẹ Thảo hỏi Nhà ai Sao cháu lại im lặng giữa chừng vậy Định ngần ngại Dạ Vào nhà bác ạ Cháu dừng theo dõi Thấy mấy giờ sau ông ta mới đi ra Vẻ mặt hả hê lắm Cháu nghĩ là chắc ông ta ăn trộm gì đó ở nhà bác Thế là cháu theo ông ta ra đền Mẹ Thảo lo sợ cuốn quýt Lệ Thảo Có phải là đêm qua con đã gặp người đó không Con mau nói cho mẹ biết đi Hắn đã làm gì con Thảo nức nở Mẹ ơi Con khổ lắm Hắn là chủ nhân của dấu bàn tay trên ngực con đó Định sừng sốt Dấu bàn tay trên ngực của em Em nói vậy là sao À Thì ra cô đã thất thân cùng hắn Mẹ Thảo thanh minh Định à Không phải như vậy đâu Để bác kể cho cháu nghe rõ Sở dĩ Thảo từ chối cháu Không phải vì cháu nghèo hay xấu trai Tất cả là vì bàn tay ma quái Định nghi hoặc Bàn tay ma quái Tại sao bàn tay đó lại nằm trên ngực của lệ thảo Mẹ thảo buồn rầu. Lúc sinh ra nó đã có rồi Cho đến khi lớn lên Thì nó càng to ra Vì vậy thảo nó rất đau khổ buồn bã Nó là con gái trong trắng Nó rất yêu con Con hãy hiểu cho nó Con đã biết tính nết của nó rồi còn gì Định trầm ngâm Cháu hiểu rồi Nhưng tại sao lại có chuyện đó nhỉ Lẽ nào Thành Hoàng lại làm bậy như vậy? thảo em kể cho anh nghe đi thảo bùi ngùi mẹ em đã nói rõ rồi nhưng anh định ơi có chuyện còn kinh khủng nữa hắn buộc em phải làm vợ hắn từ nay em đã là vợ của hắn xin anh đừng tìm gặp em nữa mẹ thảo rú lên con ơi con nói cái gì vậy con bị ma nhập à định cũng thân thờ thảo em làm sao vậy hắn đã làm gì em thế Thảo Hoa khóc. Em không muốn kể nữa. Em đau đớn, nhục nhã lắm. Nói rồi, nàng chạy vào buồng, nằm vẫn ra giường, nước mắt trào ra hai bên má. Định tức giận. Thành hoàng này thật là độc ác, dám cưỡng đoạt con gái nhà lành. Cháu phải làm cho ra lẽ. Mẹ Thảo lắc đầu. Cháu làm gì được ông ta? Ông ta là một hồn ma cơ mà. Có ai ngờ người được cả làng kính trọng lại xấu xa như vậy? định nói đêm nay cháu sẽ ra đền thành hoàng và chờ ở đó hệ hắn xuất hiện cháu sẽ dùng gậy đập cho hắn một trận cháu nhất định sẽ giải thoát cho lệ thảo khỏi tay hắn bác nói với thảo cứ yên tâm mẹ thảo gật đầu ừ cháu đi đi cháu đã biết rõ mọi sự thật rồi đấy cháu hãy hiểu cho thảo nhé định không nói gì chậm rãi bước đi bước chân của chàng đến ngôi đền thành hoàng Tiếng chim lợn kêu trên cây nghe dần dợn Định cầm cái gậy tre nặng Phục trong bụi cây Chàng nhìn chăm chăm về phía ngôi đền Đông đóm bay lập lòe Mà trời chậm chới Có ai lay chàng Chàng giật mình quay lại Tiếng đàn ông thì thầm Tôi là thành hoàng của làng này Tôi có chuyện báo cho cậu Định trố mắt Ông là thành hoàng à Thế người trong đền là ai vậy Hèn chi mặt hắn hung dữ quá Thành hoàng dầu dĩ Hắn là hồn ma dữ Tiếp trước hắn làm đao phủ Chuyên chặt đầu người Tên hắn là Thượng Lộc Định hỏi Thế còn ông? Ông ở đâu? Làm sao hắn lại chiếm giữ đền của ông? Thành Hoàng buồn bã Một hôm Ta đi tuần quanh làng Lúc về đã thấy hắn ngồi chiếm trệ trên bệ thờ Ta tức giận hỏi Mày là ai? Sao dám ngồi vào chỗ của ta? Thì hắn cười khùng khục Ta là hồn ma lang thang Chỗ này trống thì ta đến Ngươi làm gì được ta Ta xông vào đuổi hắn Nhưng hắn khỏe quá Hắn đạp ta té lăn xuống đất Rồi đuổi ta ra khỏi đền Thế là ta đành phải lang thang bấy lâu nay May gặp cậu ta mới giải bày Và nhờ cậu giúp đỡ Định ngậm nghĩ rồi nói Tôi giúp ông được cái gì Hắn là hồn ma kia mà Thành Hoàng kể Ông phải đào cái xác của nó Ở chỗ núi Mai Sơn Cách đền tôi hai cây số và đốt xác của nó đi, tức khắc nó sẽ biến mất và tôi sẽ trở về ngôi đền của tôi." Định trầm ngâm, "Thế đêm nay hắn vẫn xuất hiện ở nhà vợ chưa cấy của tôi thì sao? Tôi phải ngăn hắn lại, nếu không vợ tôi sẽ gặp nguy hiểm." Thành Hoàng nói, "Vô ích thôi anh bạn ạ, à, vì nó chỉ là hồn ma. Hơn nữa, kiếp trước hắn có hận thù với vợ của anh đấy, cứ để mặc hắn." Định tức giận Ông nói quả thật là vô lý. Vợ tôi lại bị hắn dày vò. Dù hắn chỉ là hồn ma, nhưng trong tâm thức hắn vẫn tồn tại. Hắn gây đau khổ cho vợ tôi. Bàn tay của hắn vẫn còn hiện lên người của vợ tôi. Ông bảo tôi phải làm sao mà chịu nổi. Thành Hoàng lắc đầu. Vậy thì nguy rồi. Ông không thể giết hắn đâu. Vì ông mà giết hắn, vợ ông sẽ chết ngay tức khắc. Định bàng hoàng. Tại sao vậy? Tôi nghĩ là giết hắn sẽ cứu được vợ tôi chứ Chính vì vậy nên tôi mới phải mai phục như vậy Thành Hoàng thở dài Đó là hệ quả từ kiếp trước Vợ ông đã gây ra nghiệp chướng Tôi ban đầu cũng muốn ông giết hắn Trả lại ngôi Thành Hoàng cho tôi Nhưng này phải làm cách khác thôi Định xuất ruột Thế thì bằng cách nào Ông nói dùng tôi đi Tôi không thể ngồi yên ông ạ Thành Hoàng chậm rãi Ông phải lên chùa Già Lam Xin lá bùa trừ tà ma Sư cụ thích giác nguyên sẽ cho ông Dán lá bùa đó lên phía sau lưng của vợ ông Tức khắc Các dấu bàn tay sẽ bị hút chết Ông đốt lá bùa đó đi Hắn sẽ không còn quấy dày vợ của ông nữa Định thở dài thường thượt Từ đây lên chùa Già Lam Còn cả chục cây số nữa Lại là đường núi Hiểm trở vô cùng Thế là đêm nay tôi phải chịu đau khổ sao Thành Hoàng gật đầu Đành phải vậy thôi ông ạ Đến như tôi còn chịu thua hắn Xong việc vợ ông rồi Ông hãy giúp tôi với Định hỏi Thế giúp ông bằng cách nào Xin ông nói rõ Thành Hoàng nói Tôi đã nói từ đầu rồi Ông hãy đến chỗ chôn cất hắn Đào xương cốt lên Đem đốt hết Ông nhớ nhá Định gật đầu Và vội vã đi ngay trong đêm Lệ Thảo đang nằm thiêm thiếp Người đàn ông ma xuất hiện Thảo co rúm người lại Gã hề hà đã là vợ chồng rồi sao em còn luống cuống như vậy nhỉ mau cởi quần áo ra đi thảo dù gì xin anh thương em đêm nay em hơi khó ở em không thể chiều anh người đàn ông gầm gừ khó ở à hay tưởng nhớ đến ai khác tôi là chồng cô tôi có toàn quyền mau làm theo lời tôi đi thảo miễn cưỡng làm theo phút chốc loãn lồ trước gã cô nhìn bộ ngực no tròn của mình trên đó có dấu bàn tay của gã Khóc rưng rức Tại sao tôi lại phải chịu kiếp họa này Tôi đâu có biết gì kiếp trước của mình đâu Ông đã hại cả cuộc đời con gái của tôi Hại anh định của tôi Gã đàn ông bóp cặp vú của cô Tức tối Cô lại nhớ đến gã định bắt cá rô phải không Hắn đừng hòng mà làm gì được tôi Ngay cả khi hắn tìm được sư cụ chùa Già Lam Thọ ngạc nhiên Anh định lên chùa Già Lam làm gì gã đàn ông cười khùng khục. Hắn muốn nhờ sư cụ giải thoát cho cô. Nhưng tấm khăn trinh tiết của cô, tôi vẫn giữ. Hắn sẽ vô dụng thôi. Thảo bần thần. Tấm khăn trinh tiết ư? Ông cất giữ nó. Gã đàn ông bí hiểm đưa tấm khăn trắng. Còn lâm tấm máu hồng, hề hả. Đây là ma pháp của tôi. Thằng định sẽ không làm gì được tôi cả đâu. Cô đã chọn tôi làm chồng. Cô đâu có thay lời được. Trừ phi, hắn tìm được tôi... Thảo buồn chồn. ông chả nói ông ở đền Thành Hoàng là gì, anh ấy sẽ tìm được ông đó. Tôi biết tình anh định mà, anh ấy đã quyết là làm bằng được. Gã tức giận, thì dạ, cô vẫn mong đợi hắn, cô mong hắn cứu cô ư. Cô lầm rồi, hắn sẽ chẳng làm gì được tôi đâu, vô ích thôi. Gã ôm Thảo vào lòng, dây vo nàng, thâu chỉ biết cắn răng chịu đựng, xong việc hắn hề hả. Ta nói cho nàng biết Ta chỉ là thành hoàng giả mà thôi Thành hoàng thật đã bị ta đuổi đi rồi Mọi người đâu có biết Mà vẫn phụng thờ ta chu đáo Thảo khiếp vía Vậy chứ ông là ai Ông còn hại tôi đến bao giờ nữa Gã đàn ông cười khùng khục Nàng sẽ là vợ của ta suốt cả kiếp này Nàng rõ chưa nào Đừng có hy vọng thoát khỏi tay ta Thảo chỉ biết lặng lẽ khóc Đêm đó Cô nằm trong vòng tay của gã khi cô tỉnh dậy trời đã sáng người cô đau nhức như dần gã đàn ông đã biến mất thảo thận thờ trời ơi không biết ta phải chịu cực hình đến bao giờ đây chẳng thà ta chết cho xong cô bước ra khỏi phòng đôi mắt đờ đẫn mẹ cô nhìn con gái thở dài não ruột sư cụ chùa già lam thích giác nguyên nhìn định chậm rãi chuyện của thí chủ rõ ràng là nghiêm trọng rồi và con ma dự đó đã chiếm ngôi thành hoàng ở làng liệu dân làng có chịu tin lời thí chủ nói không định lễ phép con đã dò hỏi kỹ rồi thành hoàng thực đã bị tên tà ma đó đuổi đi hắn lại còn ức hiếp vợ của con vì vậy con xin sư phụ cho con lá bùa để con trục xuất hắn ra khỏi người vợ con thành hoàng đã dặn con như vậy sư phụ chùa giả lam bấm đốt ngón tay thở dài cho bùa thì ta vẫn cho thí chủ nhưng con ma đó đã khống chế hoàn toàn vợ thí chủ rồi định ngạc nhiên sao vậy sư phụ thành hoàng đã bảo sư phụ có thể trục xuất hắn kia mà sư cụ trầm ngâm đúng vậy nhưng ta cứ thử xem nếu có khó khăn gì thì cứ hỏi vợ ngươi tìm ra giải pháp sư phụ thích giang nguyên làm phép rồi đưa cho định lá bùa màu đen định cảm ơn rồi chạy vội về nhà lễ thảo Thấy lệ thảo đang ngồi dầu dĩ Định gieo lên Lệ thảo Anh đã xin được bùa của chùa Già Lam rồi Có thể cứu em được rồi Mẹ lệ thảo mừng rỡ Vậy hà định Cháu mau giúp em thảo đi Thảo ơi Định có cách cứu con rồi Thảo tần ngần Anh định Cách nào thế Mau nói cho em nghe đi Em quá mệt mỏi rồi Định vội vã Em vạch lưng lên để anh dán lá bùa lên đó Tin rằng con ma dâm đó sẽ bị trục xuất Thảo đỏ dừ mặt Mẹ Thảo gắt Kìa con, còn gì mà mắc cỡ nữa Mau làm theo ý của định đi Thảo vén đứng lên Định dán lá bùa lên đó Phút chốc cô chuyển sắc mặt Từ tái xanh sang đỏ Cô ho ra một bụng máu tươi Thiều Thảo Anh định Em thấy nôn nao quá Khó chịu quá Chắc là em chết mất thôi Định an à ủi Thế là em sắp khỏi rồi Dáng chịu đừng nghe em Hồn mái nhất định sẽ bị trục xuất ra khỏi người em Thảo thở hồn hền Mồ hôi vã ra như tắm Phút chốc gục xuống Mẹ Thảo vạch ngực con gái ra Thấy vết ngón tay vẫn còn nguyên trên ngực Thảo Bà nghẹn ngào Định ơi Không ăn thua rồi Vết bàn tay vẫn còn nguyên trên ngực Thảo đây này Định ngậm nghĩ Rồi kêu lên Sư phụ thích Giang Nguyên Đã tìm liệu điều ấy Người nói thảo có thể biết được điều bí ẩn thảo tỉnh lại thiêu thảo anh định anh phải tìm ra chỗ chôn xác chết của ma dữ lấy lại tấm khăn trinh tiết đốt đi lúc đó em mới thoát nạn ma dữ định dụng rời chân tay thảo ơi vậy là hắn đã làm nhục em rồi ư anh sẽ giết hắn trả thù cho em thảo giền gì anh làm mau lên em đau quá chịu không nổi nữa rồi Chắc em chết mất Mẹ Thảo ôm Thảo vào lòng Thảo lả đi Định vội chạy đi Một giờ sau quay về nhà gieo mừng Thảo ơi Anh đã đốt cái khăn và xương cốt của ma dữ Hắn đã gào rú điên loạn Và biến mất rồi Thảo lả đi vì mệt Cô không trả lời định Định nhìn mẹ Thảo chậm rãi Bác ơi Bác cứ yên tâm đi Thảo nhất định sẽ qua khỏi thôi mà Mẹ Thảo nước mắt lại trá Nhưng còn tương lai của Thảo Liệu cháu có đồng ý lấy nó làm vợ không? Định sôi nổi Bác ơi Cháu yêu Thảo Cháu nhất định sẽ lấy Thảo làm vợ Mọi chuyện đã qua Tất cả là do ma giữ làm mà thôi Thảo đâu có lỗi gì Mẹ Thảo xúc động Cháu quả là người tốt Cảm ơn cháu đã giúp Thảo Lát sau Thảo tỉnh dậy Thấy người nhẹ nhõm đang nhìn cặp vú no tròn của mình vui cười. Mẹ ơi, dấu bàn tay đã hết rồi, con thấy khỏe khoắn lạ lùng. Mẹ Thảo sung sướng, vậy hả con, tất cả là nhờ anh Định đó. Định đã đốt cho xương ma dữ, từ nay con không còn sợ hãi nữa. Lúc này, Thảo mới nhìn thấy Định, bất giác ngậm ngùi. Anh Định, cảm ơn anh đã cứu em, nhưng thân thể của em đã ô uế vì ma dữ. Em không xứng đáng với anh Định chiều mến Thảo ơi Sao lại nói vậy Anh yêu em Mà chúng mình lại thân thiết với nhau từ nhỏ Anh hiểu em lắm Và lại Mà giữ đã bị tiêu diệt Em đâu còn gì mà sợ nữa Thảo nghi hoặc Nhưng ông ta là thành hoàng Lẽ nào vì em mà hại thành hoàng Định lòn lèn Hắn là thành hoàng giả đó em Còn thành hoàng thật Đã kể cho anh nghe tất cả chính nhờ thành hoàng thật mà anh mới cứu được em đó đêm nay mình sẽ đến thành hoàng tạ ơn ngài đi thảo cười tươi vậy à anh định em sẽ theo anh có anh bên cạnh em an tâm rồi anh đừng bỏ em nghe